Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Sinh là một công ty chuyên cung cấp về văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và dụng cụ học tập được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức về thị trường Việt Nam. Năm 2003, trước khi thành lập công ty thì tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm một cái tên cho công ty. Sau nhiều đêm trăn trở thì tôi quyết định chọn cái tên An Sinh bởi hai lý do. Thứ nhất, trước khi thành lập công ty thì chúng tôi có đi lễ ở đền thờ của An Sinh Vương Trần Liễu và tôi mượn cái tên hiệu An Sinh Vương để đặt tên cho công ty. Và thứ hai, An Sinh có nghĩa là phát triển trong sự bình an. Chúng tôi đã hoạt động được 7 năm, từ một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ gồm 4 người. Đến hôm nay chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp các giải pháp văn phòng cho các doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên gần 100 người và các đại lý trên toàn quốc tại thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi mong muốn tìm kiếm và phát triển được một đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và có tính sáng tạo cao trong công việc. Trong thời gian 6 năm vừa qua, tôi thấy tất cả các nhân viên của công ty Nhà Văn Sinh làm việc theo quy chế và đúng quy định giờ giấc. Tôi là một nhân viên mới, tôi rất là thích phong cách làm việc của công ty. Nhân viên cho công ty An Sinh thì luôn có một ý thức kỷ luật rất là cao. Mọi người làm việc rất là nhiệt tình và luôn luôn hoàn thành tốt những công việc được giao. Kỷ luật và giờ giấc là những thứ mà nhân viên trong công ty đặt lên hàng đầu. Và tất cả các bộ phận đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Mọi người rất là đoàn kết và tình cảm vui vẻ với nhau trong các hoạt động công đoàn, xã hội. Và mọi người luôn luôn thực hiện đúng những nội quy mà công ty đã đề ra. Thì còn hàng năm là công ty sẽ tổ chức cho nhân viên 2 lần khám chữa bệnh định kỳ theo như quy định của công ty. Công ty vẫn luôn tổ chức cho cán bộ công nhân viên những cái buổi vui chơi dã ngoại, ví dụ như nghỉ mát. Chúng tôi cảm thấy là đến công ty làm việc như một đại gia đình. Tôi và các đồng nghiệp trẻ luôn tạo dựng mối quan hệ giữa cá nhân và các phòng ban để tạo dựng thành một tập thể vững mạnh. Với kinh nghiệm điều hành của mình, tôi mong muốn sẽ tạo được một không gian làm việc thoải mái, dễ chịu cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Và tôi nghĩ đây sẽ là môi trường làm việc lâu dài đối với tôi. Chúng tôi luôn tổ chức đào tạo cho toàn bộ đội ngũ nhân viên được học tập và đào tạo ở chuyên môn cao để họ có thể mang lại những tư vấn tốt cho khách hàng. Công ty An Sinh với tiêu chí là tạo khác biệt bằng chất lượng dịch vụ. Ở chúng tôi từ một cửa hàng văn phòng phẩm tháng 3 năm 2003 cho đến nay thì đã trở thành một nhà phân phối đồ văn phòng có uy tín trong tương lai. Với thế mạnh là nhà phân phối độc quyền một số nhãn hàng và đồ văn phòng phẩm thì chúng tôi hy vọng sẽ được cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao và có uy tín tới mọi đối tượng khách hàng. Thông thường thì khách hàng của công ty An Sinh thì được phân ra làm các nhóm riêng biệt, ví dụ như là nhóm khách hàng của khối nhà nước, khối công ty nước ngoài hoặc là khách hàng end user, tức là những người sử dụng cuối cùng. Còn đối với ngành sản phẩm mà thiết bị văn phòng thì chúng tôi nhắm đến đối tượng khách hàng là các công ty hoặc là các đơn vị. Gần 10 năm nay thì chúng tôi hợp tác với lại công ty An Sinh là một đơn vị cung cấp các sản phẩm về máy in và các cái sản phẩm mực in của HP đến hội tài chính BIDV. Trong quá trình hợp tác thì chúng tôi nhận thấy là An Sinh là một cái công ty rất là chuyên nghiệp và mang đến cho chúng tôi những cái sản phẩm chính hãng, các cái chương trình mà hãng cung cấp khuyến mại rồi chăm sóc khách hàng thì An Sinh đều truyền tải rất là đầy đủ và giữa chúng tôi đã xây dựng được cái mối quan hệ hết sức là thân thiết và tin cậy. Đặc biệt là đối với đối tượng trẻ em thì chúng tôi hy vọng được mang đến các sản phẩm có chất lượng cao, mang tính giáo dục, đảm bảo sức khỏe để phục vụ các em học tập được tốt hơn. Với góc độ là nhà phân phối thì chúng tôi tiếp thu ý kiến từ chính đối tượng sử dụng là các cháu cũng như là sự khuyến khích của cha mẹ các cháu cũng như phía nhà trường và các thầy cô giáo khi đến với các cái sản phẩm của An Sinh. Ngay từ đầu năm học thì các sản phẩm về đồ dùng học tập đã được bên công ty An Sinh cung cấp cho nhà trường và toàn bộ học sinh trong trường đều đã sử dụng sản phẩm của công ty An Sinh. Các con đã sử dụng bút chì, tẩy, hộp bút và rất nhiều các đồ dùng khác. Qua nhận xét của tôi thì tôi thấy rằng là đồ dùng của bên công ty An Sinh rất là thuận lợi cho các con, rất bền và đẹp. Học sinh trong trường đều rất thích các sản phẩm về đồ dùng học tập bên công ty An Sinh. Những cái sản phẩm đó phải nói là có một cái mẫu mã đẹp và mang cái tính nhân văn, được sản xuất bởi những cái thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là Helis hoặc là Schneider, và chúng tôi cũng hết sức an tâm khi phân phối những cái sản phẩm này tới học sinh và trẻ em Việt Nam. Cháu thấy rất thích vì dùng nó rất bền. Cháu rất thích đồ dùng của công ty An Sinh vì nó rất đẹp và bền. Dạ, cháu thích ạ. Dạ, cháu cũng thích ạ. Cháu rất thích ạ. Cháu cũng rất thích đồ dùng của công ty An Sinh bởi vì nó bền và đẹp ạ. Cháu rất thích, nó rất bền và đẹp ạ.
This product is from a company called Schneider, but it's imported by a company called Ansin. These letters of the alphabet are great for teaching our kids how to write the alphabet in English. It gives the steps in a very colorful way, so the kids know exactly what they have to do. It also provides a detailed, colorful picture for the students. So we use these, and our teachers and our children love them. Cái mong muốn lớn nhất của công ty chúng tôi là mỗi khách hàng Việt Nam khi nhắc đến các sản phẩm văn phòng phẩm hoặc các thiết bị văn phòng hoặc những sản phẩm chất lượng cao khác mang tính chất cải thiện cho cái sức lao động của con người thì đều nhắc đến thương hiệu An Sinh. Với mức doanh số đạt được của năm 2009 là hơn 70 tỷ, đến thời điểm hiện tại, công ty đã đạt mức tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty hy vọng sẽ giữ được cái mức phát triển ổn định. Công ty của chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng, dịch vụ là con đường dẫn tới thành công trong tương lai. Mục tiêu của An Sinh là chúng tôi phát hiện ra các sản phẩm giáo dục chất lượng cao và các giải pháp tối ưu cho văn phòng, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững hơn nữa cho công ty và cộng đồng. Đó là một trong những tiêu chí mà công ty chúng tôi đặt ra ngay từ ngày đầu thành lập công ty đến thời điểm hôm nay.